Và đây sẽ là một cái câu hỏi phải gọi là vô cùng đặc biệt dành cho cô Kim Loan. Động lực nào mà có thể khiến cô, một học sinh, à một học viên mà cô rất là nhiều tuổi, nếu mà cho tuổi ở đây thì là tuổi nhiều nhất của lớp mình, nhưng cô lại là người chăm chỉ luyện tập nhất lớp và cô cũng gặt hái được những thành công nhất định ạ. Con xin hỏi cô là động lực nào và cô có khó khăn gì trong cái quá trình luyện tập hay không? Cái động lực á, là cái thứ nhất là cô á, là con người mà ngày xưa á, lúc còn nhỏ đó, cô không có được học hành, tâm sự cả lớp nghe là chiến tranh mà ba với mẹ là đẻ rất là đông con, tới 9-10 anh chị em lận, mà cô là con cả, học được có lớp 2, lớp 3 gì đó là đành phải nghỉ học, xong rồi giải phóng vô là cô học bổ túc văn hóa, cô cố cố gắng học ban đêm rồi vừa đi làm vừa đi học riết Con vậy chưa cho đó, mẹ mượn máy tính nhất thành nào ra con? Dạ vâng, con vẫn nghe thành thấy ạ, cô chia ra sẻ. bây giờ á là cô rất trân trọng bất cứ một cái gì mà có thể học hỏi được là cô sẽ cố gắng hết sức để được học, giống như là ngày xưa mình quá thiếu thốn về cái việc học vấn đó, cho nên bất cứ một cái chuyện gì mà có thể tham gia mà để học được là cô sẽ dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để cô chăm chỉ cô học đó, có cơ hội là cô học, cô sẽ cố gắng học để mình không ngừng cái nâng cao cái rèn luyện cái bản thân của mình đó, nâng cao kiến thức đó, tại vì cô học được quá ít đi, cho nên bây giờ là cô thấy yêu quý cái chuyện học, được học rồi cô thấy rất là, hôm trước là cô cũng có tâm sự với Minh Nguyệt là trong cái Zalo á, là cô cũng không tưởng tượng được là mình sẽ được học cái khóa này cái lớp này, tức là quá sức tưởng tượng đối với cô đi, cô không có ngờ là mình chạm đến được cái con đường này để được đi học, để được luyện cái giọng nói đó, thành ra cô là cô nói cái văn nói của cô ít oi lắm, do học cũng ít, thành ra cô không có biết nói cái gì nhiều hết đó, văn từ không có, thì cô cái đại khái là cô nghĩ sao cô nói đơn giản như vậy thôi đó, thành ra được học là cô dùng hết sức luôn, cô rất là mừng luôn, rất là thích, yêu thích, bất cứ học cái gì cũng vậy hết trơn, là cố gắng hết sức hết mình luôn đó, thì các con của cô nó cũng động viên, nó nói mẹ lớn tuổi rồi, mẹ tìm việc gì đó mà mẹ thấy có ích mà vui vẻ thì mẹ cứ làm đi, động viên cho cô đó, thành ra trong gia đình ông xã cũng vậy, ông xã thì làm trưởng khu phố, thành ra hả đi chống dịch suốt ngày luôn, sáng 6 giờ mấy đi đến tối 7-8 giờ về là ngủ thôi, không còn biết trời trăng gì, quá mệt luôn, hồ sơ giấy tờ rồi tiền bạc các thứ rồi dưới người ta kiện cáo luôn, rất là mệt luôn, thì về là cô cứ lo cơm nước cho hả, chiều tối là ăn thôi, còn trưa cũng ở ăn tại cơ quan luôn, chiều về ấy rồi ông xã cũng vui thấy cô học á, cô khoe cô làm được bài này bài kia, con cô cũng động viên, nhất là cái bài thể thao này nè cô không có đọc được, bữa đó Minh Nguyệt kêu cô đọc á, cô không có đọc được, cô tập sợ thằng bao nhiêu lần luôn, ngày này cô đọc ngày kia cô đọc riết, cuối cùng đọc được như vậy là cho bằng quá cố gắng mới được như vậy á, chứ không là vấp riết luôn, không có nói được cái tiếng nước ngoài, không có đọc được, mà mấy đứa con nó động viên mẹ cứ đọc từng đoạn đi rồi mẹ ráp lại, cái thành ra hả là nhờ có nhiều người ủng hộ như vậy, với lại cái cơ bản là mình không có được học hành nhiều đó, mình yêu thích cái sự học cho nên mình tận dụng hết các cơ hội để mình được học, cho nên thì cô mới đạt được cái thành tích như ngày hôm nay đó, rồi hơn nữa là giáo viên cũng rất là tận tâm tận lực để mà chỉ dạy kỹ càng cho cô, cho nên cô mới mới lĩnh hội được, mới mới nhận được những cái kết quả ngày hôm nay đó, thành ra cô ăn nói với vụng về lắm, nói thẳng ra như vậy thành ra hả mọi người nghe thông cảm có vậy thôi. Vâng ạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của cô. Và con thấu hiểu được rằng ở cái thế hệ của cô, những tên khoảng sinh năm sáu mấy đúng không cô, là thế hệ mà tuổi của bố mẹ con ấy, thì đúng là không phải chỉ riêng cô đâu mà cũng rất nhiều những gia đình hoàn cảnh và cũng không được đi học, nhưng không mấy ai mà được một cái sự nỗ lực như cô bây giờ ạ. Các anh chị thân mến, các anh chị có thấy những dòng tâm sự của cô Kim Loan thực sự là chúng ta hạnh phúc không? Đấy là những cái dòng tâm sự rất ngọt ngào. Cô đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể luyện tập được một bài. Vậy tại sao khi mà cô tung bài, cô đưa bài đấy lên trên nhóm, chúng ta lại không dành đến 2 phút, 3 phút của chúng ta để lắng lại, để nghe cái giọng đọc của cô và chúng ta có thể comment, nhận xét để cho tất cả những học viên, tất cả những người mà bạn của chúng ta để tiến bộ hơn, đúng không ạ?